cũng phụ thuộc vào mức độ tắc nghẽn, thời gian mắc bệnh và cái sỏi thận đấy nó gây ra những biến chứng gì trong cái thận ấy chưa. Thì thông thường biểu hiện lâm sàng là có thể đau ở vùng hố thắt lưng, vùng hông lưng và đau âm ỉ, hoặc có trường hợp sỏi nó di chuyển, nó rơi xuống vùng đại bài thận hoặc niệu quản thì nó có thể gây cơn đau quản thận. Đặc biệt là cái sỏi khi nó gây ra hoại tử niêm mạc ở đường bài xuất trên thì nó có thể gây ra đáy máu. Đáy máu có thể mức hồng nhạt, đáy máu vi thể hoặc là đáy máu đỏ tươi chẳng hạn. Đặc biệt khi mà có quá trình nhiễm khuẩn tiết niệu ngược dòng ấy, thì về lâu về dài người ta có biểu hiện của viêm đại bài thận cấp, ứ mủ thận thì có thể gây ra biểu hiện trên lâm sàng. Các bạn thấy là bệnh nhân sốt cao, rét run, đi tiểu đục. Đấy. Và khi thăm khám ấy, thì thận có thể khám thấy thận to, có thể nghiệm pháp phẫu hông lưng là dương tính. Thế thì tại sao bệnh nhân đau? Đấy, câu hỏi này thì các bạn đã là sinh viên trường Đại học Y Hà Nội thì các bạn phải tìm sách đọc là cơ chế gây ra đau trong bệnh lý hệ tiết niệu. Đấy, tất cả những cái tắc nghẽn nó sẽ kích thích đám rối thần kinh nào chi phối cái hệ tiết niệu thì sẽ gây ra đau. Và cái đám rối thần kinh này nó chi phối ngoài chi phối cảm giác của hệ tiết niệu thì nó có chi phối cả hệ tiêu hóa nữa. Vậy thì trong nhiều trường hợp trên lâm sàng người ta chẩn đoán sỏi thận có cơn đau quản thận cấp chẳng hạn, nó có thể gây ra hội chứng giãn tắc ruột. Đấy, có bụng trướng, nôn, buồn nôn, đấy, bí trung đại tiện thì là như nào? Thì các bạn sẽ lên thư viện trường Đại học Y Hà Nội, các bạn tìm sách các bạn đọc, thì cái đấy kiến thức rất là quý báu để mà các bạn có thể thực hành trong lâm sàng đó. Còn các cái câu hỏi về tại sao đáy máu, đáy đục, đấy, tại sao thấy thận thận to thì các bạn đã tự trả lời được rồi. Y3 thì các thầy đã giải thích cho bạn rất nhiều. Thì xét nghiệm cận lâm sàng ấy, thì các bạn này trên thực hành lâm sàng ấy thì chúng ta thấy rằng là gì? Xét nghiệm cận lâm sàng về máu hay về nước tiểu hay về chẩn đoán hình ảnh, mục đích để làm gì? Để chẩn đoán xác định là gì? Bệnh nhân có sỏi thận, sỏi hệ tiết niệu hay không? Thứ hai là cái sỏi đấy đã gây ra biến chứng gì hay chưa? Đấy. Thứ ba là các xét nghiệm đấy được có phục vụ cho điều trị hay không? Đấy là cái phản xạ của bác sĩ đi làm thực hành. Chính vậy các bạn sẽ đưa ra được những xét nghiệm nhanh nhất, cần thiết nhất để các bạn đưa ra những chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt và phát hiện các bệnh lý kèm theo trên người bệnh có sỏi hệ tiết niệu, trong đó có sỏi thận. Thì xét nghiệm cận lâm sàng, ý nghĩa của xét nghiệm là như thế nào? Một, các xét nghiệm máu sinh hóa như ure, creatinine để đánh giá xem hệ tiết niệu đấy có suy thận hay chưa, điện giải đồ có rối loạn hay không, hoặc là đánh giá hệ số thanh thải của từng thận, đấy, tất cả hoặc là của hai thận, thì chúng ta sẽ trong sách giáo khoa cũng đã chia sẻ với các bạn rất nhiều rồi, các bạn đọc thêm. Thì ý nghĩa của nó như tôi nói, các bạn thấy là các cái xét nghiệm ure, creatinine thì đánh giá chức năng của hệ tiết niệu là có suy thận hay chưa, này nó bình thường hay là có suy rồi. Công thức máu để biểu hiện là bệnh nhân có nhiễm trùng hay không bằng các cái chỉ số bạch cầu, tổng số lượng bạch cầu đấy, hoặc là gì bạch cầu đa nhân trung tính. Còn nước tiểu thì các bạn sẽ đánh giá xem là bệnh nhân có biểu hiện nhiễm trùng hay chưa, biểu hiện là nitrit dương tính hay không, hay bạch cầu niệu dương tính, và bằng chứng khoa học nhất là chúng ta cấy vi khuẩn nó có dương tính không. Qua đó người ta có thể làm kháng sinh đồ để đưa ra cái kháng sinh đồ điều trị tốt nhất cho người bệnh đó. Thế còn chẩn đoán hình ảnh là gì? Ý nghĩa của chẩn đoán xác định này, của các phương pháp tiện chẩn đoán hình ảnh từ kinh điển đến hiện đại thì mục đích là gì? Để chẩn đoán xác định là bệnh nhân có sỏi thận hay không, số lượng sỏi là bao nhiêu, vị trí sỏi ở đâu, hình dạng, kích thước sỏi ra sao và mức độ ứ nước thận như thế nào, chức năng của thận có sỏi là mất nhiều hay ít, đấy, của một thận hay hai thận. Thì qua đó thì các cái phim X quang chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị thì chúng ta đánh giá những cái hình ảnh sỏi cản quang ở vùng của thận, bóng thận có to hay không, phim chụp niệu đồ tĩnh mạch UV chẳng hạn. Sau khi tiêm thuốc thì các bạn đánh giá xem là cái thận là nó có mức độ giãn là bao nhiêu độ rồi, độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Thì trong sách chẩn đoán hình ảnh các bạn đã được dạy rồi, các bạn đọc lại thêm. Đấy, và các bạn xem là bóng thận to như nào, thận có tiết thuốc được tốt hay không, hay là chậm tiết thuốc. Siêu âm cũng vậy, siêu âm chúng ta đánh giá thì là thận, các cái bóng tăng âm kèm bóng cản và chia phía trên sỏi là có hình ảnh giãn này về thận. Đó, vậy thì siêu âm ngoài khảo sát sỏi thận, sỏi tiết niệu ra, sỏi bằng quang ra thì người ta đánh giá các cái tạng khác trong bụng có bệnh lý kèm theo hay không. Và siêu âm thể dấu hiệu đặc trưng
đặc hiệu của sỏi đó là bóng tăng âm kèm bóng cản trong đường bài xuất. Đấy, dấu hiệu gián tiếp của siêu âm của hệ tín hiệu là gì? Đó là gì? Phía trên cái chỗ tắc nghẽn đó là hình ảnh đài bài thận giãn. Phim chụp CT scanner thì là một cái phương tiện chẩn đoán tốt nhất trong chẩn đoán bệnh lý sỏi tín hiệu, đặc biệt là sỏi thận. Ngoài đánh giá số lượng vị trí kích thước sỏi ra, người ta đánh giá thêm chức năng thận thì tiêm thuốc. Đó, còn phim UV phim cộng từ người ta cũng có chỉ định nhưng nó không hình ảnh nó không thể cho nó cho được kết quả chụp tốt được như phim CT scanner, mà thông thường là đánh giá những mô mềm trong u thận chẳng hạn, hoặc người ta chỉ định trong trường hợp bệnh nhân phụ nữ mang thai. Đấy, không chụp được cắt lớp, không chụp UV thì người ta chụp CT. Thế để đánh giá chức năng thận, người ta có thể chụp scintigraphy, chụp xạ ảnh thận đấy, để chúng ta đánh giá xem chức năng thận, cái độ thanh thải của thuốc, của tập trung nồng độ phóng xạ là bao nhiêu, để người ta đánh giá được mức lọc của cầu thận của từng. Ok, về để chẩn đoán sỏi hệ tiết niệu thì các bạn nhớ rằng như này là thận, đấy, thận có sỏi hay không, hay là cả hệ tiết niệu có sỏi thì đấy là chẩn đoán hình ảnh. Thứ hai, vậy thì chẩn đoán xác định của sỏi hệ tiết niệu thì các bạn nhớ rằng là gì? Cái triệu chứng lâm sàng các bạn phải khai thác thật kỹ để định hướng. Còn để chẩn đoán xác định thì các bạn chỉ cần dùng X quang và siêu âm là các bạn có thể chẩn đoán được chính xác là bệnh nhân có sỏi hay chưa. Nhưng để chẩn đoán xem là cái thận này nó có biến chứng gì hay chưa thì chúng ta cần phải sử dụng các xét nghiệm khác, đặc biệt là đánh giá chức năng của thận thì chúng ta phải sử dụng các cái xét nghiệm như chụp UV, như chụp scintigraphy có tiêm thuốc, CT scanner có tiêm thuốc, hay là scintigraphy. Đó, đây là hình ảnh siêu âm, chẩn đoán nó siêu âm thì các bạn thấy không, thận bên phải này này, đấy, dày cộp, nhu mô rất là dày, trong cái thận ở bên trái nó rất nhiều, giãn thành bóng nước này, nhu mô rất là mỏng, tức là thận bên trái này chức năng giảm rất nhiều rồi. Và chúng ta thấy là gì, cái độ đen, cái màu đen này không đều, tức là độ đạo bầm này không đều, thì cái thận bên trái này tức là gì, nó có tất cả cái cặn nhiễm trùng đấy, lắng đọng đấy. Và tiếp theo là một cái siêu âm khác thì chúng ta thấy không ạ, thận bên phải này chúng ta thấy đài bề thận nó chưa giãn nhiều, nhưng cái hình ảnh nó sáng trắng thế này và có bóng cản âm này này, tức là cái sỏi này nó lấp đầy trong bề thận rồi. Trong khi cái thận bên trái cũng có sỏi thì cái sỏi nó thấp hơn, nó đi xuống dưới và không nối bề thận thực quản, và phía trên nó cái đài bề thận nó giãn ra. Đấy, tức là mức độ uống nước của thận bên trái rất nhiều, nhiều hơn so bên phải. Đó, còn trên phim chụp UV chúng ta thấy không ạ, cái thì chụp không chuẩn bị thì chúng ta thấy là cái thận bên phải bóng thận rất là to và những cái sỏi cản quang lấm tấm nó đi xuống cả mạo trậu. Đấy, tức là cái thận này trên lâm sàng sở rất là to rồi và có một viên sỏi rất là to. Trên phim chụp UV, đấy, UV có tiêm thuốc thì chúng ta thấy là gì, cái thận bên trái nó hiện hình rất rõ, đài bề thận niệu quản phần ba trên nó hiện hình rất rõ, trong khi cái thận bên phải nó không có ngấm một tí thuốc nào cả, không xuất hiện, tức là cái chức năng của cái thận này là giảm đi rất nhiều rồi. Đó, đấy, tiếp theo là phim chụp UV của một cái bệnh nhân sỏi thận bên phải, cái sỏi bóng cản quang nó cạnh ở xương sườn 12 này. Đấy, thì trên phim UV chúng ta thấy chụp ạ, thì thận bên trái nó hiện hình thuốc rất là tốt, tất cả đài bề thận niệu quản ba trên, ba giữa, dưới và nó xuống rất gần bàng quang ở phim thì chụp sớm này, trong khi cái thận bên trái cũng tiết thuốc được tốt, bên phải cũng tiết thuốc như thế và cái đài bề thận nó cũng hiện hình lên nhưng có hiện tượng là giãn rồi, và cái sỏi này nó trùng với cái hình đài bề thận ở bên ở phía trên, ở cực trên của cái sỏi đó, đây là sỏi đài cực trên của thận đấy, và nó gây ra ứ nước đó. Và đây là cái phim chụp UV của một cái bệnh nhân sỏi thận bên phải, chúng ta thấy không ạ, sỏi này sỏi hình san hô có rất nhiều góc cạnh và chúng ta có cảm giác là cái sỏi, cái thận bên phải này nó như bị kéo tụt xuống dưới do cái sức nặng của viên sỏi đấy, cái bóng gà này này. Và trên phim chụp UV ở phút thứ 30 chúng ta thấy không ạ, đài bề thận niệu quản của cái thận bên trái nó hiện hình thuốc rất tốt, rất đẹp, trong khi bên phải này này, cái bóng đài bề thận của bên phải này nó không có hiện hình gì, toàn vẫn là sỏi thôi. Và chúng ta đi thấy xuống là gì, cái niệu quản ở bên phải này nó cũng có tiết thuốc này, cái niệu quản ba dưới nó cũng có tiết thuốc, tức là cái chức năng của cái sỏi thận bên phải này nó cũng giảm rất là nhiều. Đấy, chúng ta thấy cái chụp phim UV của cái sỏi tròn xoe như quả trứng gà, đây là sỏi
tạo bởi do trường hợp bệnh nhân hẹp khung lối bể thận thực quản. Đấy, hẹp khung lối bể thận thực quản thì trên phim chụp UV tiêm thuốc chúng ta thận nó không bài xuất một tí thuốc nào. Đấy, tức là cái thận này thường khả năng bị hỏng hết rồi. Đấy, và đây phim chụp xanh tim scanner chúng ta thấy không ạ? Thận bên phải bên các cái lát cắt chúng ta thấy là gì? Cái thận bên phải này này, bên trái nó ngấm thuốc rất là tốt, cái hiệu quả tĩnh mạch và động mạch nó hiện hình rất tốt, và cái độ dày của nhu mô nó sáng trắng lên, tức là thuốc ngấm rất tốt, đều dày. Trong cái thận bên phải cạnh gan chúng ta thấy không ạ? Cái độ dày của nhu mô thận nó rất là mỏng. Đấy, trong đó chứa toàn nước tiểu thôi, và chúng ta thấy những cái sỏi ở phần bể thận đi xuống thấp, là sỏi càng ngày càng to lên, và cái kích thước cái thận này nó teo đi rồi, thì đây là chứng tỏ cái thận này chức năng nó đã mất rồi. Đó, thì đấy là phim chụp xanh tim scanner, CT scanner. Và đây là chụp xạ hình, phim xạ hình thứ nhất ấy là thận bên trái, bóng thận rất là to, kích thước của nó là 15,4 cm, chiều dài chiều rộng là 6,3 cm, trong cái thận bên phải nó tiếp nó kích thước nó bình thường 10 × 5,5 cm, và nó bắt thuốc phóng xạ rất tốt. Đấy, tức là cái thận bên trái này chức năng thận nó giảm rất nhiều rồi, mất rồi. Ở phía phim phía dưới cũng vậy, là kích thước thận của bên trái là 12,1 cm, kích thước chiều rộng là 5,4 cm, và nó tiết thuốc, nó ngấm thuốc phóng xạ, tiết thuốc rất là tốt xuống bàng quang. Trong cái thận bên phải nó mất chức năng rồi, nó teo nhỏ đi và nó không đậm ngấm thuốc, tức là cái thận bên phải này chức năng nó mất rồi, mất chức năng rồi. Thì những cái phim chụp scintigraphy này nó có giá trị quan trọng rất nhiều để mà các bạn có thể chẩn đoán ra xem là cái thận mất chức năng chưa, để quyết định là cái thận này có phải cắt hay không hay là giữ nó. Các bạn nghe rõ không ạ? Các bạn nghe rõ không ạ? Dạ vẫn nghe rõ ạ. Ok, nếu không nghe rõ các bạn báo luôn nhé, để mình lấy lại, mình giảng qua Zoom thì nhiều khi nó đường truyền nó kém ấy, nó sẽ không nghe được. Và bây giờ chúng ta thấy đấy là gì? Chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt là người mang sỏi thận sẽ có những bệnh lý gì, chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt. Đó, đầu tiên là hình ảnh lắng đọng canxi. Những trường hợp nào lắng đọng canxi ở thận, ví dụ nhiễm canxi thận, lắng đọng canxi ở cầu ống thận. Đó, thứ hai là vôi hóa do chấn thương thận cũ, sau mổ thận cũ này, hoặc là do lao. Đấy, sau chấn thương. Thứ hai là các bệnh các PSC sỏi nhỏ trước đại thận thì chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt. Đó. Thứ hai là chúng ta phải chẩn đoán là gì? Cái sỏi thận này ấy, nó là người bị gây biến chứng gì chưa? Biến chứng viêm đại bể thận thì biểu hiện bệnh nhân viêm thận kẽ, viêm hẹp cổ đài. Những biểu hiện viêm đại bể thận cấp ấy thì bệnh nhân sốt cao, rét run, tiểu đục, đau thắt lưng rất là nhiều. Trường hợp viêm thận kẽ mãn tính thì nó biểu hiện của suy thận. Đó, viêm hẹp cổ đài. Thứ hai là gì? Bệnh nhân có biến chứng là ứ nước hay là ứ mủ hay là áp xe thận. Nhiều trường hợp là áp xe thận nó vỡ cả cái ổ áp xe của thận ra ngoài trên lâm sàng, và bệnh nhân rất đau, thông thường là biểu hiện nhiễm trùng rất là nặng nề. Đấy. Thứ hai là gì? Chúng ta sẽ thấy rằng thì cái biến chứng viêm quanh thận sơ hóa. Đối với sinh viên thì cái trường hợp này thì nó hơi xa lạ, nhưng các bạn tưởng tượng như thế này. Khi có sự lắng đọng, sự tắc nghẽn của đài bể thận ấy, thì áp lực của đài bể thận nó tăng lên. Đấy, nó làm giảm mức lọc vào của thận, và cái nước tiểu nó có thể thoát ra khoang ngục xa ra ngoài bao thận. Đấy, và cái nước tiểu này nó gây sơ hóa các cái tổ chức mỡ quanh thận, và cái mỡ quanh thận nó sơ hóa, nó tạo thành cái vòng vỏ sơ. Đấy, như kiểu là cái vỏ của quả dừa ấy, nó rất là cứng chắc. Và chính vì vậy nó lại làm cho quả thận nó giảm tưới máu, và cái thận này nó càng ngày nó càng viêm sơ, giảm chức năng thận và gây ra suy giảm chức năng thận, gây đau. Đó. Và qua cái slide này thì tôi đặt ra câu hỏi và chia sẻ với các bạn là gì? Thế nào là gọi là suy thận? Câu hỏi này cực kỳ quan trọng đối với sinh viên. Điều đầu tiên là suy thận thì chúng ta đang đi học nội khoa thì chúng ta cứ tính là ure, creatinine tăng này, creatinine tăng lên thì là suy thận. Đấy là đánh giá chức năng thận cho cả hệ tiết niệu, cho hai quả thận. Nhưng một cơ thể người ta chỉ cần một quả thận thì vẫn có thể hoạt động được. Đó. Vậy thì chúng ta phải đánh giá là suy thận cho thận mang sỏi. Đấy. Tức là bản chất cái thận nó đã có xuất hiện sỏi thì nó đã suy giảm chức năng thận của cái thận đó rồi, một phần hay hoàn toàn cái thận đó. Nhưng nếu như thận đối bên mà còn đáp ứng đủ với mức lọc của cơ thể thì các cái chỉ số ure creatinine nó vẫn bình thường. Đấy. Còn nếu như thận bên kia mà có vấn đề, hoặc là nó không có thận bên kia, hoặc là thận bên kia cũng có sỏi, thì đương nhiên nó sẽ gây ra biểu thận gọi là gì? Là biểu hiện suy giảm chức năng của hệ tiết niệu.
Đó, các bạn nhớ cái vấn đề này. Qua cái sự hiểu rõ về cái đánh giá cái mức độ suy thận trên của từng thận hay của hệ tiết niệu thì các bạn sẽ có thái độ lâm sàng là cần phải xử lý sớm cho cái sỏi. Đấy, để tránh hiện tượng là cái thận nó bị mất chức năng mà chúng ta không biết. Thì đây là các hình ảnh về sỏi bệnh cái sỏi nhỏ trước đại thận thì chúng ta thấy không ạ? Cái sỏi các Kakajisi đấy, cái sơ hóa các cái trước ống thận, cầu ống thận, các bạn thấy không? Rất nhiều lâm tấm tấm. Và trên lâm sàng khi nó có sự hoại tử các ống thận này thì các cái viên sỏi nhỏ này sẽ rơi vào đài vào bể thận. Và những viên sỏi này nhỏ, thường nhỏ tròn. Đấy, dưới 0,5 cm mà nó có thể rơi ra được tự nhiên. Và bệnh nhân thường có những cơn đau quặn thận thoáng qua và đái ra sỏi. Một số trường hợp rất hiếm là cái sỏi nó rơi vào bể thận, nó không đi xuống được ra ngoài, nó càng ngày càng to lên thì nó mới phải điều trị can thiệp ngoại khoa. Và bản thân tôi cũng đã phải điều trị cho một vài trường hợp là can thiệp ngoại khoa cho những trường hợp các Kakajisi này rồi. Đó. Đấy. Sỏi thận ấy điều trị thì chúng ta nhớ rằng là gì? Không ai muốn bị phẫu thuật. Đấy, các bạn nhớ rằng là không ai muốn bị phẫu thuật. Và không ai, chính như vậy, thông thường là người bệnh đến với các anh chị là gì? Người ta thường muốn là để uống thuốc có thể khỏi. Nhưng không phải những bệnh nào cũng uống thuốc có thể khỏi được. Thì điều trị nội khoa dự phòng là như thế nào? Chỉ định cho những sỏi thận nhỏ, sỏi ở đáy dưới chiếm 0,5 cm. Đấy, sỏi đáy dưới không có triệu chứng và không cần phải can thiệp. Thứ hai là gì? Khi điều trị những cái sỏi thận này thì chúng ta có cho chế độ uống nhiều nước trên 2 lít một ngày. Nhưng đặc biệt chúng ta phải có cái chế độ uống nước đúng giờ chứ không phải uống liên tục. Đấy. Vậy thì những trường hợp bệnh nhân mà có tắc nghẽn đường tiểu dưới, ví dụ u phì đại chẳng hạn, thì các bạn phải tư vấn cho người ta uống nước đúng giờ, đi tiểu đúng giờ để tránh hiện tượng là người ta lại rối loạn đường tiểu dưới, hội chứng NOS ấy chẳng hạn, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh. Đó, chúng ta có thể tăng uống nước ban ngày, hạn chế uống nước buổi tối, hạn chế những chất lợi nhuận buổi tối để người ta đỡ phải đi tiểu đêm. Đó, chế độ ăn thì hạn chế thức ăn có quá nhiều canxi và oxalat. Đấy, hạn chế thức ăn protein động vật như phủ tạng động vật chẳng hạn, hoặc là điều trị bệnh nhân gút đối với sỏi axit uric để làm sao người ta không có hình thành sỏi chuyển hóa. Và đặc biệt là chúng ta cần phải điều trị những cuộc tiết niệu, điều trị pH nước tiểu kiềm hóa trong trường hợp bệnh nhân có sỏi for ammonimumase để hình thành sỏi. Đó. Thế thì các biện pháp như thế nào để hỗ trợ đào thải sỏi? Đấy, chúng ta uống thuốc nhưng chúng ta muốn khả năng sỏi di chuyển ra ngoài thì chúng ta cần phải biết nhiều cái biện pháp làm cho viên sỏi vỗ ống lưng. Đấy, các biện pháp vỗ ống lưng như thế nào? Ví dụ sỏi ở đài dưới ở bên phải thì chúng ta cho bệnh nhân cúi đầu thấp như người sang bên trái để chúng ta vỗ ống lưng cho người bệnh thì sỏi nó cũng thể rơi ra ngoài. Thì đấy những cái kinh nghiệm anh chị mà tôi chia sẻ cho anh chị. Còn khi cần phải phẫu thuật rồi thì chúng ta làm gì? Đấy, đối với sinh viên thì chúng ta sẽ là thầy thuốc, chúng ta tự đặt ra câu hỏi là gì, bệnh nhân bảo là gì, bác tư vấn cho tôi là tôi cần phải làm gì, cái phương pháp nào tốt nhất với tôi, đấy, và phương pháp nào là gì, chi phí thấp nhất với tôi. Thì sinh viên cũng phải biết như thế này, tức là chúng ta phải biết lựa chọn phương pháp điều trị như nào cho hợp lý. Thì điều trị can thiệp không xâm lấn là gì? Đó, các bạn nhìn rõ không ạ? Alo. Dạ có. Ok, thì chúng ta sẽ điều trị can thiệp không xâm lấn, ít xâm lấn. Can thiệp không xâm lấn là gì? Tức là chúng ta không đụng dao, đụng kéo, đụng dụng cụ vào cơ thể. Đó là ít không xâm lấn. Thì những trường hợp như tán sỏi ngoài cơ thể, ít xâm lấn là gì? Đó là tán sỏi qua da. Bởi vì người ta chỉ định sỏi đài bể thận đơn thuần dưới 2 cm mà lưu thông đường đài bể xuất, đài bể thận nó tốt thì người ta tán sỏi ngoài cơ thể. Nếu trong trường hợp mà sỏi đài bể thận nó có kích thước như vậy nhưng mà nó hẹp niệu quản thì người ta không có chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể đâu. Sỏi từ 2 đến 3 cm thì đặt sông IC rồi tán sỏi ngoài cơ thể. Bởi vì tại sao tán hoại sỏi ngoài cơ thể là gì? Chúng ta tán viên sỏi nó vỡ vụn thành các mảnh nhỏ và các mảnh sỏi được tống xuất theo đường bài xuất đi ra ngoài. Còn sỏi đài bể thận mà lớn hơn 3 cm thì người ta sẽ chỉ định tán sỏi qua da. Đấy là cái phương pháp nó hiệu quả. Và ưu điểm của tán sỏi qua da là gì? Chúng ta có thể rửa trực tiếp cái viên sỏi đó ra khỏi ngoài cơ thể. Đó. Thế điều trị phẫu thuật
là như thế nào. Đấy, các trường hợp mà soi đài bạch thận có biến chứng đái máu, nhiễm khuẩn ấy, đó, thì người ta có thể phải phẫu thuật nếu như mà không thể tán sỏi được qua da hay là không thể tán sỏi ngoài cơ thể. Thứ hai là sỏi san hô có biến chứng. Thế nhưng sỏi san hô biến chứng bây giờ là thì nếu mà điều trị ổn định rồi thì người ta vẫn có thể chuyển sang các phương pháp khác như tán sỏi qua da, hoặc là người ta mổ, người ta có thể sử dụng các biện pháp như tán sỏi ống mềm chẳng hạn như vậy. Nhưng mà đương nhiên là phải sỏi kích thước nhỏ. Đấy, sỏi thận lớn hai bên thì thông thường người ta mổ bên thận còn chức năng trước, sau đó mổ bên đôi bên, mục đích là gì? Để đảm bảo cái chức năng lọc của cơ thể sớm nhất có thể. Và phương pháp mổ mở ấy, phẫu thuật ấy, thì tùy vị trí kích thước của sỏi thì người ta có thể mở bể thận đơn thuần lấy sỏi, hay là mở nhu mô, mở bể thận nhu mô, hoặc cắt thận ăn phần lấy sỏi. Trong những trường hợp mà thận mất chức năng thì người ta sẽ cắt thận đi. Đó, thì đây là phương pháp điều trị tán sỏi qua da dưới định hướng của X quang. Bệnh nhân đây là tư thế nằm sấp. Đấy, và người ta chụp cái phim X quang, người ta xác định được cái điểm chọc giò này này. Và sau đó người ta chụp với kim, người ta chọc vào cái đường định vị đó vào trong đài bạch thận. Đấy, người ta bơm thuốc vào và cái thuốc đấy nó hiện hình vào trong đài bạch thận. Cộng thêm là gì? Người ta bơm nước ở phía dưới, ở phía niệu đạo này, này, bơm lên trên. Và cái nước nó đi phun qua cái kim này, tức là chứng minh được rằng nó vào đài bạch thận rồi. Thì người ta sẽ nong rộng cái đường hầm này ra, đưa tất cả dụng cụ vào đây và người ta tán sỏi. Thế thì những nhược điểm của tán sỏi qua da là gì? Dưới sự của X quang ấy, thì nhược điểm nó là tác hại của cả người phẫu thuật viên đối với người bệnh, và đặc biệt người bệnh nhân, người phẫu thuật viên người ta phải, và trong kíp mổ người ta mặc áo chì nó rất là vất vả. Nhưng cái tán sỏi qua X quang ấy, thì nó có ưu điểm rất là tốt, đó là nó kiểm soát soi sỏi ngay tại chỗ tốt hơn siêu âm rất là nhiều. Đây là tán sỏi qua da dưới hướng dẫn của siêu âm. Thì các bạn thấy không ạ? Đây là hình thiết đồ người ta chọc giò, chọc cái đường hầm vào trong bề đài bạch thận. Đấy, sau khi tán xong những cái viên sỏi này nó chui ra ngoài theo áp lực nước. Và đây là đường hầm qua da, nó nhỏ thường là 0,5cm thôi. Và đây là hình ảnh người ta đưa ống nội soi vào và tán. Đây là hình ảnh mà người cái dây laser tiếp cận sỏi và tán ra ngoài. Đấy. Đó là hình ảnh tán sỏi qua da dưới dẫn siêu âm. Và trong trường hợp sỏi thận nhỏ, đấy, kích thước dưới 2,5cm hoặc là sỏi ở nhóm các nhóm củ đài, đài trên, đài giữa, đài dưới cần phải xử lý, thì người ta có thể tán sỏi bằng ống mềm. Thì ống mềm là gì? Trong trường thông thường người ta phải đặt một cái GG vào trong đường cho từ bàng quang lên với niệu quản lên trên bề thận. Sau một tuần sau người ta đợi cho cái niệu quản nó có hiện tượng trào ngược dòng nước tiểu từ trên bàng quang lên trên đài bề thận lên trên niệu quản, thì cái niệu quản nó mềm và nó giãn rộng ra. Sau đó người ta đặt cái sheet, tức là cái đường vỏ đường hầm lên trên đây này, và đây người ta xác định mấy quang và người ta đưa ống mềm này. Ống mềm này có thể bẻ cong được 270 độ và người ta tiếp cận các cái vị trí cổ đài khó ngóc ngách này, người ta tán sỏi đó, để người ta tán sỏi. Thế thì trong trường hợp, một số trường hợp là gì, như sỏi bể thận đơn thuần thế này này mà bể thận không có giãn, nếu người ta có thể sử dụng ống cứng, ống bán cứng, người ta có tiếp cận được thì người ta vẫn có thể tán sỏi nội soi ở bể thận. Nhưng tán sỏi nội soi ống mềm là thường chỉ định cho những trường hợp rất là khó. Đấy, trường hợp khó nó ở các cái nhóm đài, đây là đài trên này, đây sỏi đài trên này. Đấy, em thấy thầy vừa bị văng ạ. Bị văng ra, tôi để vào bài vào lại. Rất là dở cái zoom này. Đấy, tôi lại chia sẻ lại nhá. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Alo? Bây giờ lên rồi. Ok. Nha, thì chúng ta thấy là như này. Trong trường hợp mà thận ứ mủ chẳng hạn, chưa mổ được, thì người ta sẽ dẫn lưu thận. Trong trường hợp ứ mủ, nhiễm khuẩn, thận căng to thì dẫn lưu thận trước, sau đó người ta sẽ xử lý sau. Hoặc ứ thương nước thận nặng quá. Đấy, thì chúng ta sẽ dẫn lưu thận. Thì đây là cái trường hợp mà người ta mổ bể thận niệu quản, người ta lấy sỏi này. Đấy, trong mổ mở cũng vậy, người ta có thể mổ bể thận như này. Đó. Thế thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn xem thêm mà cái video tán sỏi qua da như thế nào nhá. Đó. Các bạn có gì hỏi luôn trong phần này thì tôi sẽ giải đáp thắc mắc luôn. Đó. Các bạn hỏi không ạ? Các bạn nghe rõ không ạ? Dạ, chú em có nghe. Alo. Đó. Ok, đây là cái video mà các bạn sẽ xem nha. Các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Nó hơi mở. Các bạn nhìn xem thấy video rõ không ạ? Không, nó mở lắm ạ.
nó hơi mờ đấy thì... đấy các bạn thấy chưa thì... tôi sẽ cho các bạn xem video khác nha. Các bạn nhìn thấy video chưa? Dạ rồi, thầy có thể cho nó to lên được không ạ? Ok. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Được rồi. Không biết nó có đang HD không thầy nhỉ? Tôi không rõ lắm, các bạn nghe rõ, nhìn thấy rõ chưa? Alo? Hiện tại nhìn thấy cái cũng được, có chữ, có màn hình. Cái hạt nhỏ mà người ta rửa ra ngoài. Thì đây... đây là cái trường hợp mà bệnh nhân tán sỏi qua da, bệnh nhân e trên bệnh nhân béo phì. Các bạn nhìn thấy rõ slide chưa? Alo? Dạ vâng, chưa thấy rồi. Các bạn trong phần sỏi thận thì các bạn hỏi gì không ạ? Alo? Là cô Nguyễn Thị Vân Anh ạ, tổ 3. Bạn Nguyễn Thị Vân Anh đâu? Bạn Nguyễn Thị Vân Anh đâu ạ, tổ 3. Có phải thầy là Nguyễn Thị Vân Khánh không ạ? Ừ, Nguyễn Thị Vân Khánh đây này. Bạn hỏi gì không? Hiện tại tôi chờ câu hỏi gì. Rồi, Lê Thị Thúy Hằng, tổ 4. Dạ, hiện tại em không có câu hỏi gì ạ. Ok, vậy các bạn không hỏi thì tranh thủ thời gian tôi sẽ giải cho các bạn bài sỏi liệu quản tiếp theo nhé. Các bạn nhìn thấy slide chưa? Alo? Dạ rồi ạ. Alo? Dạ chú em nhìn thấy rồi ạ. Các bạn nhìn thấy slide chưa? Dạ vâng, sỏi niệu quản, đặc điểm sỏi niệu quản rồi ạ. Ok nhé. Thế thì khi cái sỏi niệu quản đa phần ấy là nó do từ đài về thận nó di chuyển xuống. Đấy. Thì cấu trúc của sỏi đài về thận thì có hình thường là hình bầu dục, có thể là cấu trúc giống sỏi đài về thận thôi, có hình bầu dục. Và thường gặp một đoạn hẹp nhất của nó là một ván dưới, nó chiếm 75%, và chỉ có 20% là hình thành tại chỗ thôi, do viêm hẹp, do dị dạng niệu quản. Và cái sỏi niệu quản nó đặc thù là gì? Nó gặp cơn đau quản thận khi sỏi di chuyển. Và trong trường thực hành lâm sàng, mỗi lần sỏi di chuyển thì bệnh nhân sẽ xuất hiện cơn đau. Đấy, sỏi nó dừng ở đâu thì nó gây sang chấn niêm mạc. Đấy, nó có thể dừng chỗ hẹp tự nhiên này, và mỗi về thận niệu quản nó bắt chéo động mạch chậu này, và gì, và đoạn cắm vào niệu quản vào hành bằng quang, thì cái sỏi này dừng ở đâu nó gây viêm sơ chít hẹp tại chỗ. Đấy, gây tắc nghẽn ở phía trên sỏi, đặc biệt là nó có thể hình thành các cái polyp ra sỏi. Và chúng ta thấy rằng là gì, một hạt bụi thôi có thể làm cảm giác các bạn không nhìn thấy là mù mắt rồi, còn một hạt sỏi nhỏ cũng có thể làm hỏng cái thận. Thì cái sỏi niệu quản là như vậy. Và vì tại sao niệu quản như cổ các bạn ấy, các bạn nuốt nghẹn là các bạn cảm thấy khó thở sắp chết rồi, thì cái sỏi niệu quản như vậy. Chính như vậy cơ thể nó báo hiệu cơn đau quản thận rất là dữ dội trên lâm sàng. Các bạn nghe rõ chưa? Alo? Dạ vâng, rõ rồi. Mạng bệnh viện. Đó, thế thì đây là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy, và chúng ta thấy rằng là gì? Sỏi niệu quản ấy, nó sẽ gây ra biến chứng, thường niệu quản hai bên thì gây ra biến chứng suy dập toàn thân rất là nhanh, biểu hiện bằng tiểu niệu vô niệu. Thế thì các bạn thấy như nào? Khi mà các bạn sờ thấy thận to ấy, để chứng tỏ cái thận nó đã hỏng một phần, do bệnh nhân không được chẩn đoán sớm. Đấy, các bạn nhớ như vậy. Chúng ta thường sinh viên là rất là vui mừng khi mà sờ đến một cái thận to. Đấy. Ít khi mà thận to sinh lý lắm, mà nhiều chuyện đa phần là thận to bệnh lý. Thì ngày hôm nay, ngày mai, cái tổ nào mà đi học lâm sàng qua ngoại thận tiết niệu nghe thì chắc chắn sẽ sờ được cái thận to trên thận lành tính, tức là thận to bù. Đấy, thì mai các bạn nào học ở đấy thì sẽ được sờ. Tôi cho bệnh nhân nhập viện rồi. Đó. Thế thì chẩn đoán quản ấy thì thông thường ấy nó tương tự với sỏi thận thôi, chúng ta dựa cơn đau quản thận điển hình, chụp quang hệ tiết niệu không chuẩn bị thì có thể phát hiện được sỏi. Các cái xét nghiệm như siêu âm, UV chủ yếu đánh giá mức độ ứ nước, ứ mủ thận và các dị dạng thận niệu quản. Cái xét nghiệm chụp niệu quản bề thận ngược dòng ấy, thì nó phát hiện ra sỏi không cản quang, tắc hẹp quản, thì cái chỉ định này nó ít dùng bây giờ rồi. Các cái xét nghiệm sinh hóa đánh giá mức độ suy thận, xét nghiệm nước tiểu thì chúng ta đánh giá mức độ nhiễm trùng
bằng con hồng cầu, bạch cầu hay không. Thì trong sách có rồi, các bạn phải đọc. Thì đây là cái hình ảnh mà sỏi niệu quản nó thế không ạ? Cái thận bên phải này, sỏi niệu quản bát trên, đấy, trong lòng niệu quản nó giãn tứa ở trên bề thận này, và có cái bóng tăng âm kèm bóng cản. Đấy. Còn thận trái thì chúng ta thấy có sự uốn nước, và phía dưới nó, mà trên cũng có viên sỏi. Đó. Còn đây là cái sỏi còn phim khác thì chúng ta thấy. Đấy. Chúng ta thấy là cái thận phía trên nó uốn nước to đùng này, giãn tướng. Đấy, và chúng ta thấy cái viên sỏi ở niệu quản trên bên trái này cũng có, và gây cho thận nó giãn rất là nhiều. Thì đây là khi phim phục UV sỏi niệu quản ba trên thì không tiêm thuốc, cái phía trên bóng cơ trước, bóng cơ thắt lưng chậm bên trái chúng ta thấy một vòng cản quang. Về trên phim chim phục UV thì 30 phút thì cái thận bên phải nó thuốc ngấm thuốc kém và cái thuốc vẫn chưa xuống cái đoạn niệu quản. Đấy. Các bạn nghe rõ không ạ? Dạ vâng, nghe rõ ạ. Rất là tốt. Đấy, trong cái thận bên trái, cái bóng thận rất là to này. Các cái nhóm đài nó giãn ra nhìn tròn tròn này này. Và cái phần khớp cùng chậu ở bên trái chúng ta thấy cái hình cản quang. Đấy. Ừ, em thầy vừa nói cái gì rất là tốt đấy ạ. Bị mất đoạn ạ. Nghe rõ chưa? Nhìn thấy rõ chưa? Alo? Bên đang nhìn thấy rõ, lúc nãy thầy nói cái gì rất là tốt, mất đoạn trước ạ. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Alo? Dạ vâng. Alo? Thế lên rõ lại rồi ạ. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Ok, đấy, thì chúng ta thấy sỏi niệu quản dưới này. Đấy, thận bên phải này, thiết thuốc rất tốt, toàn bộ đài bề thận, đài trên, giữa, dưới, hiện hình, đúng niệu quản ba trên và giữa, xuống dưới bằng quang này. Trong thận bên trái, nó có sự tắc nghẽn, do đó là cái hình đài bề thận nó diễn rất là muộn. Và có cái sự cạnh cái khớp chúng ta thấy không ạ, cái khớp cùng chậu, cái chậu ngồi này đấy, khớp háng này, cạnh khớp háng này có cái viên sỏi này đấy, và bệnh nhân này nó các quái ruột nó giãn rất nhiều, nó có cơn đau quặn thận, nó gây liệt ruột này. Phim tiếp theo chúng ta thấy, thuốc nó xuống bằng quang, toàn bộ bằng quang hiện hình rồi, cái đài bề thận của niệu quản bên trái bên phải nó không hiện hình nữa vì thuốc nó tiết xuống hết rồi. Còn ở bên trái bên phải và bên trái thì thấy không, vẫn thuốc vẫn còn đầy ở trên thận và cái hiệu quả nó bắt đầu xuất hiện, và chúng ta thấy cạnh cái khớp chậu, khớp háng này đấy, chúng ta thấy cái viên sỏi nó lắng đọng, nó hình như đây sỏi má dưới đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ. Còn đây là chụp UPR đấy, chúng ta thấy trên phim UV 3 giờ chúng ta thấy không, cái thận bên phải này, cái đường cái đài bề thận nó có tiết thuốc xuống đến phần gai chậu, gai của đáy ngang của đốt sống L4. Đấy, 1, 2, 3, 4. Đấy, 5 này. Đấy, 4 này, chúng ta thấy nó cắt cục xuống dưới. Đấy, và khi chúng ta không thấy hình sỏi cản quang, và sau khi người ta đặt cái sông niệu quản lên trên niệu quản này, chúng ta bơm thuốc thì đây có hình cắt cụt. Đây là chụp phim UPR. Đấy, chụp niệu quản về thận dưới dòng. Còn đây là xạ hình thì chúng ta thấy, đó, cái thận bên trái này nó ngấm thuốc rất tốt, trong cái thận bên phải không có ngấm thuốc phóng xạ, tức là thận bên phải nó cắt lớp của bệnh nhân thận mất chức năng. Cái xạ hình của bệnh nhân này thận phải nó mất thuốc mờ nhạt, chức năng nó chiếm có 12% thôi, và cái bệnh nhân này phải thận phải là bị cắt thận. Và các bạn nghe rõ không ạ? Dạ vâng, nghe rõ rồi ạ. Ok nhá, slide nhìn rõ rồi. Thì các bạn nhớ rằng là trên thực hành lâm sàng ấy, nó rất là nhiều các cái bệnh nhân chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt với cơn đau quặn thận. Thì đặc biệt nếu có bệnh nhân có bụng trướng nôn trong cơn đau quặn thận thì các bạn phải chẩn đoán phân biệt với tắc ruột. Đó. Còn trên hình ảnh quang ấy, các hình ảnh cản quang trên đường đi niệu quản thì cần phải phân biệt với các cái vôi hóa cạnh cột sống do sỏi tĩnh mạch. Đây. Nếu các bạn nhìn thấy cái này. Đó. Đấy, các cái vôi hóa ở cái slide này chẳng hạn, vôi hóa cạnh đây này, thì các bạn luôn luôn nhớ là gì, nhiều trường hợp là chẩn đoán nhầm với vôi hóa cạnh cái tĩnh mạch ở vùng tiểu khung, thì cái này là rất là nhiều đó. Đấy, thế thì sỏi niệu quản sẽ gây ra biến chứng như thế nào? Đó, sỏi niệu quản nó có thể di chuyển và được đẩy ra ngoài nếu nó nhỏ. Sỏi dừng lại ở đâu mà lâu ấy thì gây tắc nghẽn niệu quản, sốt là gây ra biến chứng, đó, biến chứng tại chỗ như viêm hẹp niệu quản và thùng thành niệu quản,
cái thủng thành niệu quản này ấy, thì trên nhiều trường hợp là do viêm hoại tử, thì các bạn có thể nhìn trên phim cắt lớp ấy mà người ta đọc là gì, có hình ảnh thoát thuốc ra ngoài khoang sau phúc mạc, thì đấy chính là hình ảnh thủng thành bàng quang, thành niệu quản đó, thủng ít hay nhiều. Biến chứng trên thận ấy là viêm đại về thận, ứ nước ứ mủ thận, viêm quanh thận, áp xe quanh thận, nó tương tự thận, đây là biến chứng của sỏi thận thôi. Sỏi niệu quản một bên ấy thì tiến triển nó thầm lặng, có thể dẫn đến hỏng thận, còn sỏi niệu quản trên thận duy nhất hoặc sỏi niệu quản hai bên thì dẫn đến tiểu niệu hoặc vô niệu, suy thận đó. Thế thì điều trị nội khoa, điều trị cấp cứu như thế nào? Điều trị trong điều trị sỏi niệu quản này, trong cơn đau quặn thận thì các bạn phải giảm đau, chống co thắt, kháng sinh nội liệu nhẹ, đặt sông niệu quản đẩy sỏi lên về thận đó. Trong trường hợp mà nếu mà người ta tiếp cận cấp cứu chẳng hạn mà người ta soi được vào niệu quản thì có thể người ta tán luôn, cấp cứu cho người bệnh. Điều trị can thiệp khi nào, khi hết cơn đau, hết nhiễm khuẩn tiết niệu thì người ta điều trị sỏi niệu quản ba trên thì có thể tán sỏi vào cơ thể hoặc mổ nội soi lấy sỏi qua đường sau phúc mạc đấy, hoặc là tán sỏi nội soi ngược dòng nếu người ta nội soi tiếp cận được. Sỏi niệu quản ba giữa thì người ta có thể tán sỏi ngoài cơ thể hoặc tán sỏi nội soi niệu quản ngược dòng, sỏi ba dưới cũng vậy đấy. Thế thì sỏi lớn hơn 1 cm ấy, hoặc nhỏ hơn mà điều trị nội khoa không có đáp ứng, các bạn theo dõi mà không có đáp ứng thì các bạn lên điều trị can thiệp đấy. Đây là hình ảnh mổ nội soi sau phúc mạc lấy sỏi, các bạn thấy không ạ? Người ta tạo cái quang mở cái bề thận niệu quản này và người ta lấy sỏi, sau đó người ta khâu vào đó, sau đó người ta đặt cái sông gì sau 1 tháng 2 tháng đã rút sông này ra khỏi cơ thể. Đây là hình ảnh sỏi niệu quản ba trên được mổ nội soi sau phúc mạc. Đây là hình ảnh tán sỏi nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống bán cứng, người ta soi vào bằng quang tim. Sỏi của ta gấp sỏi này ra ngoài thì đấy là tán sỏi, tán sỏi đấy được đẩy trên thận đấy, thì người ta tán sỏi cho bằng ống mềm. Thế thì mổ mở khi nào, các bạn nếu rằng thì ai cũng sợ đau và đã là phẫu thuật viên ấy thì chúng ta cũng sợ gây đau cho người bệnh đó, các bạn nghe rõ không ạ? Alo, chán đời quá. Dạ nghe rõ gì? Vâng nghe rõ. Ok đấy, thì chúng ta thấy hình ảnh mở một bệnh nhân phải cắt 20 cm vùng cơ thắt lưng, cắt thần kinh cơ, có nhiều khi còn bẻ cả xương sườn, cắt cả xương sườn ra để mà làm thì nó rất đau đớn, mà làm bác sĩ mà chúng ta nhìn thấy bệnh nhân đau đớn là chúng ta khó chịu rồi, cũng chỉ nếu đó là người thân mà không phải là người thân thì chúng ta cũng khó chịu, chúng ta thấy lo lắng cho người bệnh rồi, bởi vì chăm sóc người bệnh nhân mổ mở rất khổ. Thì người ta chỉ định mổ mở khi nào, khi tất cả những phương pháp kia mà chúng ta không điều trị được đấy, và chỉ định với sỏi lớn hơn 2 cm gây biến chứng trên thận, toàn thân nó nặng mà kèm theo dị dạng niệu quản, mổ lấy sỏi thì chúng ta nguyên tắc là lấy sỏi và phục hồi lưu thông niệu quản. Trong trường hợp hẹp niệu quản thì có nhiều khi phải cắt nối niệu quản nối tận tận, hoặc cắm niệu quản vào bàng quang, hoặc là tạo hình niệu quản bằng thanh mạc ruột. Trong nhiều trường hợp thì chúng ta phải dẫn lưu thận phối hợp, và thận nó mất chức năng rồi thì có khi cắt cái thận nếu thận bình thường mà chức năng còn tốt. Sỏi niệu quản hai bên thì mổ từng bên hoặc cùng một thì đấy, cắt thận do sỏi khi niệu quản khi nào thì câu trả lời đó thì các bạn phải đảm bảo được nguyên tắc là gì, thận bình thường tốt, thận bên này chức năng nó mất rồi, nó giảm nhiều đấy thì chúng ta sẽ cắt, còn nếu mà chức năng thận bình thường kém thì chúng ta phải cố gắng giữ nó tối đa. Tiếp theo là sỏi bàng quang đấy, thì đặc điểm của sỏi bàng quang là như thế nào? Phần lớn là sỏi thứ phát sinh ra tại bàng quang, hay là sỏi thận niệu quản di chuyển xuống và phát triển ở bàng quang do các bệnh lý do sơ cứng của bàng quang này đấy, ở hẹp niệu đạo này, phi đại tuyến, nó khâu ra nó tạo hình được cái sỏi như thế này. Và đây là một cái hình ảnh, các thấy cái sỏi vàng này là hình ảnh kỳ vọng nhất đấy này, là cái trường hợp mà sỏi nó được do cái chỉ sau mổ u sơ tử cung nó di chuyển vào trong bàng quang và tạo ra cái viên sỏi, và bệnh nhân này có rất nhiều lần cứ một vài năm là đi tán sỏi đấy, là do cái này, vì người ta không giải quyết được cái sợi chỉ này đấy, người ta không giải quyết được sợi chỉ này, và khi đến với bệnh viện đại uy chúng tôi ấy, thì chúng tôi đã cắt tán sỏi ra, chúng tôi cắt được những sợi chỉ này và bệnh nhân không bị tái phát. Thế triệu chứng sỏi bàng quang thì như thế nào? Là đau trên xương mu, đái rắt, đái buốt và đái tắc, đái máu cuối bãi và đái đục, đái mủ. Tại sao có hiện tượng đái buốt? Bây giờ mỗi lần là cái sỏi nó chạm vào thành niêm mạc bàng quang nó gây đau. Thứ hai là đái tắc là như nào? Sỏi nó làm kẹt cái vùng lỗ tiểu niệu đạo trong, nó gây đái tắc, và bệnh nhân đi lại sỏi di chuyển nó khác thì đã đái được.
đấy, nhiều trường hợp là đến muộn có thể ứ mủ bàng quang, sốt kéo rét run. Cái chẩn đoán của này thì rất là dễ, chúng ta dùng siêu âm để phát hiện sỏi bàng quang, các bệnh lý kèm theo như viêm bàng quang, u tuyến liệt, dị vật bàng quang. Cái sỏi trên siêu âm phải có đặc và X quang bàng quang cũng vậy. Thì chúng ta anh đang giảng bài nữa. Alo, thì các bạn nghe rõ không ạ? Alo. Dạ có, dạ có. Ok, thì ở đấy thì các bạn thấy không nhỉ? Chẩn đoán này nó không khó nhá. Thì đây đây, đây là cái hình ảnh. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đây là hình ảnh. Các bạn thường nói là gì? Sỏi bàng quang đa phần nó là hình cầu. Và tính tuổi sỏi bàng quang như thế nào? Thì tiếp chúng ta sẽ xem một hình ảnh khác. Thì đây là hình ảnh trên siêu âm, các bạn thấy không ạ? Rất nhiều viên sỏi lắng động ở thành bàng quang mà nó di chuyển theo tư thế. Và đây trên phía quang đây, ba viên sỏi vùng bàng quang. Đây là cái phiền phía dưới này nó kẹt vào, nó cắm vào cái lỗ niệu quản, nó lỗ niệu đạo. Thì đấy nó gây ra hiện tượng đái tắc. Đấy, mà thông thường nó có hình cầu. Đấy. Đây sỏi bàng quang kèm theo nguyên nhân là u phi đại tuyến tiền liệt này. Đấy. Khi mà xử lý điều trị những bệnh nhân sỏi bàng quang này, thông thường ngoài tán sỏi bàng quang ra thì phải cắt cái tuyến tiền liệt, bởi vì tuyến tiền liệt là nguyên nhân gây ra hình sỏi. Đó. Đấy. Và đây là hình ảnh bàng quang khổng lồ, nếu mà thấy không? Cái sỏi nó to đùng như này, nó vật vã này. Đấy. Nó chèn ép hết toàn bộ, thông thường là những vùng cổ quang này nó bị xơ hẹp. Vậy thì xử lý sỏi bàng quang như thế nào? Thì chúng ta có rất nhiều phương pháp mổ mở hay tán sỏi bàng quang nội soi. Đấy, thế thì tán sỏi bàng quang thì người ta dùng máy năng lượng cơ học, laser, siêu âm hay thử điện lực mổ sỏi bàng quang khi nó lớn 3 cm để kết hợp điều trị nguyên nhân. Đây là hình ảnh bên sỏi, các bạn thấy không? Nó gần 15 cm. Là một bệnh nhân bị gù vẹo cuộc sống ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đấy, nó hình thành cái sỏi rất là lớn. Đấy, đường kính của nó như vậy, 10 x 15 cm. Đấy, và điều trị chúng ta cần phải điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu trước và sau mổ và theo dõi điều trị đề phòng sỏi tái phát. Thì sỏi bàng quang thì nó có thể là hậu quả và chúng ta cần phải được tìm và điều trị nguyên nhân tạo sỏi bàng quang sau khi điều trị. Đấy, hoặc trong điều trị. Đây, đây là hình ảnh cái phương pháp tán sỏi bàng quang bằng đây là cái kim cơ học. Đây tán sỏi bàng quang được vào bán cứng này và ống mềm, đây là que tán laser. Đấy. Thì các bạn thấy rằng là gì? Người ta thấy tính của sỏi như thế nào? Các bạn nhìn thấy rõ cái slide này không ạ? Alo? Dạ có ạ.